Vui mua sang kinh ăn thử nào. Tại mua sang kinh phiên bản chưa bằng. Phiên bản chưa bằng. Cũng có niềm tin cho bà con thôi. 4kg thôi mà. Xem có sượng như lời đồn. Trời đang mưa mấy ngày cả tuần nay rồi. Wow. Cũng vàng. Cũng vàng. Cũng ngon. Ok. Quay. Anh thử một phát thế nào. Tôi không sượng, không sượng này. Không có sượng nha. Không, quan trọng là ăn xong xem cái vị nó như thế nào thôi. Sượng thì chưa sượng nhưng mà ăn xem cái vị không nó. Không sượng nha. Sượng mềm thôi. Không sao. Anh thử làm muối nó phát biểu thế nào. Ngon. Ngon hả? Ngọt dẻo không? Cầm máy nhỏ ngay ăn này. Anh cảm nhận đi. Ngọt dẻo không anh? Dẻo. Anh ăn thử đi. Anh làm muối ăn thử đi xem nào. Anh ít ăn sầu riêng. Sao sao? Rồi để ăn thử muối nào. Ai trồng muối sân kinh thì cứ có niềm tin nha, đừng sợ nha, ngon á. Ăn thử xem nào. Không sao, sao chăm sóc thôi. Bình thường mà. Thì ngon. Ngon mà. Ừ. Ôi giời, ngon 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 ngon, ngon nhờ bà con. Chạy 4kg nha.